Nhanh nhanh à, nha. Ơi con đừng có quậy đi con, quậy đi để cho mẹ tập trung để lấy chai nước hoa về con. Trời ơi. Rồi, và đây là câu hỏi đầu tiên. Ai sẽ là người nhận được chai nước hoa trị giá 1,5 tỷ? Đâu? Năm đây là năm nào? Thấy đâu? Đây. 2011. Không, 2008. Ai bao nhiêu? 2008. Cái này có thể đóng với trong 2008. Không, không phải. 2002. Mất lượt. Bạn lâu quá. 2009. Đi lấy quà về đây cho mẹ. Nước hoa đó con. Nước hoa kem thôi. Mời cả Kem cả mẹ lên sân khấu luôn, là cô dâu luôn, Kem chịu không? Mời Kem với mẹ lên sân khấu nè, mẹ lên nè. Rồi, không biết là mình muốn chơi không hả? Mình muốn thôi, có phần thưởng nha. Ok rồi, mẹ lên rồi, Kem mẹ lên. Quay phim được chơi không? Quay phim được chơi luôn, chọn quay phim môn quá, quay phim hay, quay phim viết được chơi rồi. Anh Sáu Pháp muốn chơi không nè? Rồi, mời Hải Băng lên sân khấu nha. Còn ai nữa hả? Anh Lộc ơi, anh Lộc là người chơi với em 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi. Đề xuất anh Trọng lên. Rồi, mời Quỳnh Văn Trọng lên sân khấu chơi game. Phần thưởng là được một chai nước hoa 1,250 triệu. Có nước hoa hả? Mời anh Lộc luôn. Em mời luôn. Tại vì có 10 câu hỏi rồi. Em cũng ngồi hả? Anh Dương lên sân khấu đi, bạn mình có ai chơi đâu, bạn không có ai chơi vậy? Anh Sáu kìa. Anh đang ăn thì hỏi đi lên đi, trời ơi, cái này cũng dễ lắm, chỉ trả lời câu hỏi thôi à. Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi là mình đã được nhận quà rồi. Cứ đọc đi, để vợ chụp tấm hình kìa. Còn thiếu một chị nữ nữa. Chị Cấm Hà. Không, chị Cấm Hà. Có mà anh Sáu đây luôn hả? Một chị nữ nữa. Mời bé Miên. Tại vì bé Miên là người sống với mình 6 năm rồi. Trả lời câu hỏi mà không được là chết. Mời bé Miên lên sân khấu. Không, mọi người yên tâm đi. Tại vì câu hỏi này trong đảm bảo rất khó. Cho nên trả lời sai một cái là đi xuống mời người khác lên liền. Trả lời đến khi nào mà người nào trúng thì thôi. Tại vì nước hoa không thể nào đem về được. Nước hoa chính hãng, bao chính hãng nha. Các kỳ hàng giả được 1 tỷ. Câu này lên kêu ra lắm kìa. Miên lên. Bây giờ lên rồng hổng lên thì về cuốn gói đi về Bạc Liêu luôn. Chị Bình. Không, chị Bình để sao đi. Bây giờ có mình chị Bình Hải Băng à. Rồi. Mời chị Tâm. Mời chị Tâm đang lên. Cái này dễ lắm. Tại giờ không có đang không? Chị Tâm nhìn hình nói năng thôi. Rồi mời bà Bầu. Mời bà Bầu. Bà Bầu lỡ người chơi không? Mời bà Bầu lên đi. Rồi. Ôi cha chị quản lý đâu chị? Rồi. Câu hỏi rất là đơn giản thôi à. Em sẽ đưa một cái tấm hình cho mọi người coi và mọi người sẽ đoán là tấm hình đó xuất hiện năm bao nhiêu. Cái năm đó là năm bao nhiêu của em. Đúng rồi, không được nhìn ra làm sao. Rồi mời chị Thanh Thánh Thiện. Ông để cho em gian cái chương trình đó rồi. Không. Lùm lúa chặt luôn. Ôi. Một tấm với em, một với ai? Cho coi là một lần đi rồi. Để nó tăng gian cái này. Nhìn là chưa? Đây ạ. Rất đơn giản luôn, ai có câu trả lời trước thì... Ê, 2013. Ai trả lời trước ạ? Em ủi mấy cái tàu rồi nhanh vậy? Được rồi. Rồi. 2012. Bây giờ là mình ghi nhận anh Thắng là 2013. Dạ em ghi nhận anh Sáu nhưng mà rất tiếc với thưa anh. 2013 là chính xác nhưng rất tiếc em mới xé nháp thôi. Giờ em chơi thiệt nè.
Vậy là chứng tỏ mọi người đã hiểu được câu hỏi rồi. Dạ rồi. Đây năm 2013. Chính xác nhưng mà xé nháp là xé hình luôn đúng không chị? Dạ đúng rồi chị. Nhanh. Hay nha. Ơi con lùi đi con, lùi đi con, mẹ tập trung lại chai nước hoa về con. Trời ơi. Rồi, và đây là câu hỏi đầu tiên. Ai sẽ là người nhận được chai nước hoa trị giá 1 tỷ rưỡi? Đâu? Năm đây là năm nào? Đây. 2011. Không, 2008. 2008. Không phải. Hai cộng hai. Mất lượt. Bạn lâu quá. 2009. Cái này mình chưa xuất hiện cuộc đời. 2010. Đúng. Đúng. Ở trong này có người chính xác rồi. Có một người đã nhận được cái nước hoa rồi mọi người. Có một người. Và đây là câu trả lời. Mọi người ơi, đây là ngày bao nhiêu năm bao nhiêu? 2011. Kết quả cuối cùng là 2011. Chúc mừng anh Trương Lộc. Anh đã trả lời đúng nhưng mà anh đã trả lời đúng nhưng mà rất tiếc anh không có chính kiến như mình nên đã đổi lại là 2010 rồi con. Xin chia buồn nha, nó mất rồi. Con nói đầu tiên đúng rồi. Anh ơi, em chưa đưa tấm hình ra để cho tất cả mọi người cùng con cùng trả lời mà. Mời anh Lộc đi xuống. Anh trả lời sai mà anh cần đổi lại hai lần nữa là anh mất lượt rồi. Mình tranh thủ đi, mình chồng xé lên rồi cái đi. Ok, đi kỳ quá ta. Chết rồi. Không có giải à. Chồng xé ba cái luôn đi chồng. Mắt ông đã kiếm lên này. Này năm đây là một trong những cái năm mà cũng là dấu ấn bắt đầu vào nghề. 2010. Anh Pháp. Này 2010 thì biết tin đấy. 2008 biết ngôi sao cũng là 2008. 2008 thằng nhắc cô cho bằng nó cô bạn không biết. Cái gì? 2008 thằng nhắc cô. Hai người cùng chồng họ đứa trai được coi chia đôi hả? Anh đang có kỷ niệm gì với Trăng không? Đó, năm nay là chồng biết vợ chưa? Chưa biết nhưng mà có nghe qua rồi. Nghe qua từ một người bạn trong cái cuộc thi này. Có thi cùng với Trâm và rất ấn tượng của cô bé này. Đi thi cái này mà không biết. 2008 hả? Cô tin con đấy. Chia đôi chứ. Biết một giai đoạn đó hơn mà. Rồi ơi, muốn làm. Rồi, cơ hội cái lúc mai cuộc về hơn bà Hàng Tân rồi. Người ta trả lời đúng rồi. Ông ơi, nãy giờ ông có trả lời câu nào chưa? 2018 người ta trả lời đúng rồi. Không, 2008 đó. Nhưng mà anh có quyền được một cái câu trả lời khác chứ anh trùng 2008 là cái gì đó. 2007. Anh ơi, 2007 lúc đó em còn là một cô bé bán cơm. Ủa phải không? Trời ơi là trời, bán cơm nhớ. Ủa đúng rồi, 2007 lúc đó là còn một cô bé bán cơm. 2009 mới bắt đầu vô trường sân khấu. Mà trước khi vào trường sân khấu là chồng đã đi thi rồi. Chưa, là trường sân khấu mới đi thi mà. Bán cơm không được đi thi mà. Lúc đó là bán cơm không được đi đâu cả. Và câu trả lời cuối cùng đã làm mời một chị, mời chị Hoàng Trang Người đọc kết quả. 2012. Trời ơi. Là 2011. Nè không nè, mày dán đây giùm tao nha. Mày nói là cái gì mày làm. Mày làm. Mời Hân và Hải Vân đi xuống. Không dễ cho lấy quà đâu. Mọi người đi xuống hết luôn á. Tại vì mọi người đã mất 2 lượt, 3 lượt luôn rồi. Trời ơi. Chị cho anh đi xuống hết rồi. Ủa, mọi người ơi. Mọi người à. Thật sự là ngày hôm nay như là em lên quà thì đúng không? Em thất vọng quá những cái người mà thân quen với mình. Cái người mà nói là tôi là làm cái chương trình đó mà trả lời 2008 đó là Nguyễn Ngọc Thông đẹp cả bầu. Tôi lại luôn quá. Rồi mời anh lên bóng lên sân khấu ạ. Mời cậu ba ăn nhiều quá. Cậu ba để cho mỡ ba ăn được rồi, cậu ba ăn quá trời luôn. Rồi Nguyễn Thị Bé Thảo, chị Trương Đăng Tâm lên đi, dễ lắm. Tại vì cái gì không có mấy tấm hình trên tay đâu. Tôi đến đây tôi dự tiệc và tôi quyết tâm ôm quà về. Rồi,
Cố lên anh ơi. Rồi, mời mẹ Trần Thị Thương. Rồi, lên lấy chai nước hoa về. Về, yeah, về, yeah. Mời mẹ rồi. Hai người thôi là đủ rồi. Chị lên đi chị, trời ơi. Rất này còn người kia. Không mời chú Tài Phạm Phạm và nhà thiết kế Tài Xây lên sân khấu để nói rồi. Chú cháu với nhau cái việc mà bây giờ cháu năm nào cũng không biết nữa. Hôm nay là cái ngày để biết được là tình cảm của chú cháu gia đình như thế nào nè. Mọi người lên sân khấu đi. Câu hỏi đầu tiên xin trả lời là Hồ Vĩnh Trân 50 tuổi hả? Anh Anh và 2020 mà trừ cho 1991 là năm nay bao nhiêu anh? Bữa nãy thấy chiếu trên 30 tuổi mà. Em để 30 đến lừa vậy thôi, chứ thật ra hôm nay có 29 rồi. 29 thì nè, nó nói cho chưa tốt. Chị lên sân khấu đi. Chị lên sân khấu luôn đi. Rồi, 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 ba chú rồi. Rồi, chú một tấm đi. Trời ơi, cái tấm này nó quá dễ luôn á. Cái tấm này là quá dễ luôn á. Chị Bình chị ngồi đi, chị cười đi nha. Mình ngồi nó tới chị vậy đó. Đây, rồi. Xin mời, đáp một nhanh gọn lẹ. Không được. Mẹ nhìn hình mẹ biết nhìn được chứ. Mẹ lâu quá mẹ, mẹ mất lượt rồi. Mẹ sắp lỡ. 2011 luôn. 2012. Đọc ra cho bà ba. Để đến chứ chứ. Dạ. Để đến chứ chứ. 2010. Anh 2009. 2009 là năm 2009 hả? Là 2. Rồi, ngồi mời chú Tài. 2008. Anh Minh ơi, 2008, 2009 và 2010. Chị Tâm là 2010. 2012. Và không biết câu trả lời ai sẽ là người dân được một trái nước ha. Có thấy cái này không? Có một người đã chính xác rồi. Là ai? Là ai? Là một người không quen. Là một người phụ nữ. Một người phụ nữ đã mang nặng để đâu? Đã để ra em như nó tiếc mẹ không trúng mà chị Tâm trúng. Chị ơi, chị bán nước hoa mà chị giờ mình được tặng nước hoa chị vui như vậy. Chị muốn được tặng nó đây em. Tặng nó thơm hơn mà bán. Anh nói là năm 2012 xin chúc mừng chị. Thôi thì chơi lại đi chứ nãy không nói rõ ràng. Thôi chơi lại đi, chơi lại đi. Tôi cho nên mình nghỉ luôn, chơi lại. Tại con ba biểu mà, mời chị về chỗ. Em ơi, thơm mình nhan quá. Dạ đúng, rồi còn một lượt nữa, mời chị Bình lên sân khấu ạ. Chị chơi với em bao nhiêu năm rồi? Đúng không? Quyết định mới lấy quà về, chứ về câu số. Mời chị Hoàng Trang Bùi. Tại vì sao chị Hoàng Trang Bùi được cái người mà quản mặt cho mình? Đó. Nhìn mặt đấy. Trời ơi, cái gì vậy? Cái này nó quá dễ chị ơi. Trời. Rồi, mời chị Hoàng Trang Bùi ạ. Chơi mà sợ, sợ khách mời được rồi. Trời ơi, thiệt luôn, cái tấm tình này nó quá dễ luôn á. Đây là một sự kiện đáng nhớ. Và nhanh rồi, biết là nó nhanh rồi nha. Nhanh, không được nhìn nữa. 2011 luôn. Nè, ba. Phải nhìn chứ mẹ không nhìn sao mẹ biết. Trước cho cái tấm này sau đó được chứ. Mẹ hết được rồi. Anh Minh. 2010. Chị Bình, cái này cũng 2010 luôn nha. Con trai đặt bể ra chứ. Trang em làm đi mất luôn. Ai mà trả lời? Chú nghĩ là 2011. Chú nói chú 11 nè. Trời ơi, chú tin quá chú ơi. Đọc ra. Như vậy 2010. Anh bên nãy đã là ai mà trả lời trùng câu hỏi mà chúng đáp án là chai nước hoa được đặt bể chi ra. Thật ra thì đây là một cái đáp án mà em nghĩ nó quá dễ luôn á. Đây nè, cái năm nay là năm mà con bé nhà quê nó lên Sài Gòn nó đánh một cái đầu tóc xù để đi thi nè. Đi thi Miss Teen. Nó lên sân khấu nó không tin luôn á. Đầu tóc xù dễ sợ luôn. Đó, năm nay chính là năm 2010. Cái này mà hồi nãy đưa cho Hân là hôm tháng đã được rồi. Và xin chúc mừng người đã chiến thắng ngày hôm nay đó chính là anh Minh Minh. Mẹ trả lời sao anh Minh? Anh
đạt thôi em. Dạ không, cậu ba anh dễ là vì anh Minh là người đánh đầu tiên mà anh mới lên trước à. Bác nhỏ đã lần đầu tiên mà. Hai không mười. Thôi về chú ơi, chuyện này chứ còn chú nhau mình đứng ngay. Nói là đến đây á. Dở quá đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đi đầu đi. Vinh danh anh mới được chứ, vinh danh anh chứ. Không, quyết tâm, má đến đây là tôi phải lấy quà tôi mới về mà. Không có một sự ưu ái nào ở đây nha quý vị. Anh Minh bấm đạo diễn Minh bấm official và hôm nay đã rất là giỏi giang. Thật ra thì anh Minh với Trâm thì mới làm có mấy năm với nhau thôi mà không ngờ là anh Minh đã đoán ra được năm 2010 là Trâm là một cô bé tóc xù đến như vậy. Đó, và phần thưởng dành cho anh Minh đó là một chai nước hoa nữ. TV. Nước hoa nữ. Dạ. Dạ, chúc mừng anh Minh ạ. À. Anh Minh đã nhận được một chai nước hoa nữ. Mùa này rất là sexy. Và nước hoa này em nãy chưa nói với mọi người, đây là nước hoa VK. Nước hoa VK. Cái này anh có thể đem về tặng cho vợ. Nói cái nào cũng được, có quà mình vui rồi, giờ đến đây chơi tiếp. Anh ơi, anh có quà rồi cũng chơi nữa anh. Em nói giỡn thôi, thật ra đây là chai nước hoa nam. Cái mùi nó là mùi sexy. Rất là vui khi mà được đến đây và được vừa được những tiền và vừa có quà đem về. Chúc vào bên trong luôn luôn tươi trẻ và luôn luôn thành công trong mọi mặt. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ, mời anh ạ. Ở trên đây còn rất là nhiều quà, còn ai chưa chơi nữa không ạ? Trời ơi, em... Dạ? Chị còn nghĩ là được game này không? Rồi. Rồi, em mời chị Hai Phương nè, lên sân khấu. Chị là chị dâu của em, chị không đoán ra được nữa, để bất giọng quá, mời chị Hai lên sân khấu. Mời chị dâu Văn Anh lên sân khấu. Chị dâu nè, để coi thử là mấy chị dâu nhà mình là quan tâm em như thế nào nè. Mời chị dâu Văn Anh, chị Văn Anh ơi. Chị Văn Anh. Chị Văn Anh. Rồi. Mời chị Phụng lên sân khấu với mời chị Thùy Đan lên sân khấu ạ. Cơ hội chỉ có một thôi ạ. Vẫn còn một chai nước hoa mời sắc. Chờ đón các chị ạ. Mời chị Thùy Đan mình ăn quá chị. Mình đi sinh nhật mà mình ăn quá à. Trời ơi. Hồi nãy mời để cho cái viên nó lên là sinh nhật quá rồi. Một chai vậy ạ. Mấy chị đi chơi. Lỡ chị Hai đem về nữa thì sao? Khả năng nó cũng cao đó, mời chị Phụ, mời chị Hai. Rồi, mời chị Năm con nhanh. Mời bé Bửng. Mời lần hết luôn rồi đó, kiều lên chơi không? Thôi thôi bỏ đi, rồi. Thôi 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 bỏ đi. Rồi, ở đây là có bốn cô gái xinh đẹp. Đây là một cái năm mà cũng là một cái năm dấu ấn rồi. Đó. Đây là một cái năm mà kỷ niệm tròn, một cuộc sống tròn mà mình bước vào Sài Gòn, đó là một cái gợi ý. Quá dễ luôn. Rồi, đây là tấm tình, xin mời. Rồi, mời chị Năm. 208. Mời chị Hai. Nghe là cái say sai rồi đó. Trời ơi, bà đang tính giảm, bà đang cộng. Chị Hai bao nhiêu? 215 gì không? Dạ rồi, chia buồn với lại các chị dâu trong nhà ha. Nhờ vậy em mới biết được là mấy chị quan tâm em như thế nào nha. Rồi, chúc mừng chị Phụng ạ. Và đây là nước hoa dành tặng cho chị Phụng. Dạ rồi, mời chị về chỗ chị ơi. Chị nhận nước hoa chị có vui không vậy? Trời ơi, sao em thấy chị nhận nước hoa mà chị vẫn buồn vậy? Dạ rồi, em hết hình đó, hết quà luôn rồi. Giờ vẫn còn quà nhưng mà hết hình rồi. Mình nghỉ chơi. Mới có 20 giờ. 8 giờ. Ủa, trong cái lúc này là tình hình anh.
có gọi lên hát đi, có nhạc mà. Hát một bài đi. Con chim mẹ. Hai vợ chồng mình hát bài. Hát bài gì rồi hát. Nhạc xuân thì hát chồng, hát con hai lại chồng rồi đó. Nhạc buồn cũng hai lại chồng luôn rồi đó. Đây là cái này nè. Là mẹ ba la nữa hả? Bài nào mà cái gì mà nó chưa đưa rồi mà trời ơi, bác sĩ vừa nghỉ đây chứ giờ ông ơi, ủa đi chủ đây.